Hi, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình là Kiên. Và ngày hôm nay thì mình sẽ nói về vấn đề đó là xịt nước hoa đúng cách. Cái vấn đề này thì chắc hẳn là có rất nhiều những cái video, những cái bài viết nói về cái vấn đề xịt nước hoa làm sao để đúng cách được. Thì hôm nay mình sẽ nói những cái quan điểm cá nhân của mình về cách xịt, về vị trí xịt và về những lưu ý khi xịt nước hoa. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Cái điều đầu tiên mà mình muốn nói tới đây đó là cách xịt. Nhiều bạn chắc chỉ quan tâm đến cái vấn đề đó là xịt vào đâu để có thể lưu hương tốt nhất, tỏa hương tốt nhất và nhiều người ngửi được nhất, mà các bạn không quan tâm đến vấn đề cách xịt. Với mình, cái cách xịt nó rất là quan trọng. Mình thấy rằng là có rất nhiều bạn xịt nước hoa rất là kiểu nhỏ nhẹ, kiểu chỉ ấn nhẹ như này thôi, mà các bạn không dám ấn mạnh, không ấn dứt khoát. Thứ nhất là khi các bạn ấn như vậy thì nó, thứ nhất là liều lượng nước hoa nó sẽ ra không đủ. Cái thứ hai đó là nó sẽ làm cho ở cái phần đầu vòi xịt nó bị dính đọng lại nước hoa. Và nếu như những cái chai mà nó làm cái vấn đề mạ không tốt ấy, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái màu sắc của cái phần mạ ở đầu chai này. Vì thế các bạn hãy xịt một cách dứt khoát. Và nếu như các bạn xịt dứt khoát rồi mà các bạn vẫn sợ là bị nước hoa dính đầy tay, thì các bạn hãy lưu ý về một cái vấn đề tiếp theo, đó chính là về cái khoảng cách xịt. Nhiều bạn thì gọi là xịt cứ để sát vào như này, nhưng mà với mình thì mình khuyên các bạn là các bạn nên để ở một cái khoảng cách khoảng tầm 10 đến 15cm như này. Và các bạn xịt như này, xịt một cách dứt khoát. Thì khi đó nước hoa nó sẽ vì cái cấu trúc của cái vòi xịt nước hoa nó là cái loại tỏa phun sương. Và khi các bạn để khoảng cách vừa phải, nó sẽ có một cái lớp phủ rất là đều đặn lên cái phần da của bạn. Vì thế mình khuyên các bạn rằng nên để ở khoảng cách tầm 10 đến 15cm và các bạn xịt. Và xịt một cách dứt khoát thì nó sẽ đảm bảo về liều lượng nước hoa được bám tỏa và được phủ ở trên da một cách tốt nhất. Nếu như bạn đã xịt đúng cách thì chúng ta cùng nhau bước tới cái phần thứ hai, đó chính là cái phần về vị trí xịt. Thì ở đây mình sẽ nêu ra từng nhược điểm và ưu điểm của từng vị trí để các bạn có thể lựa chọn được nơi xịt phù hợp với từng mục đích của bạn. Cái vị trí xịt đầu tiên mà có rất nhiều bạn thích, đó chính là phần cổ tay. Đây là nơi mà khi các bạn xịt mùi hương lên mà các bạn giao tiếp bằng tay với những người khác, như kiểu đưa qua đưa lại này, thì người ta rất có thể dễ dàng ngửi được cái mùi hương của bạn. Và kể cả ngay bạn thì lúc mà bạn cần thì bạn chỉ cần đưa lên và các bạn thể ngửi được mùi hương. Nhưng mà có một cái nhược điểm đó là ở cái phần cổ tay này nó lại là nơi lưu hương khá là kém. Tại vì ở phần cổ tay thì bạn phải thường xuyên vận động, phải thường xuyên trà sát, nào là tì lên mặt bàn, rồi tì lên cái vật nọ vật kia, rồi có dính vào phần cổ tay áo. Vì thế đây là một nơi mà mình nghĩ rằng là lưu hương khá là kém so với những cái bộ phận khác ở trên cơ thể. Cái vị trí số 2 mà mình muốn nói tới ở trong video này, đó chính là ở phần khuỷu tay. Từ khi mình biết được rằng ở cái phần cổ tay nó lưu hương không tốt, mình đã chuyển sang cái phần khuỷu tay rồi. Và ở đây thì nó cũng rất dễ dàng cho người khác ngửi thấy mùi hương của mình, và bạn cũng có thể ngửi thấy nó một cách rất là đơn giản. Nhưng có một cái nhược điểm, đó là nếu như bạn nào, da bạn nào mà kiểu da mồ hôi nhiều ấy, thì ở phần khuỷu tay này nó lại là nơi mà tích trữ rất nhiều mồ hôi. Mà các bạn biết rồi đấy, mồ hôi mà kết hợp với nước hoa ấy, nó sẽ ra một cái mùi gọi là... Cái vị trí xịt số 3 mà mình muốn nói tới trong này, đó chính là ở phần cổ và phần ngực. Thì đây là nơi mà các bạn có thể xịt nước hoa và gần như các bạn có thể ngửi được rõ nhất. Lúc nào bạn có thể ngửi thấy mùi nước hoa của mình. Nếu như bạn nào mà lúc nào cũng muốn trong tình trạng là ngửi được cái mùi hương thơm của mình như nào, thì các bạn hãy xịt vào phần cổ và phần ngực. Thì nước hoa nó sẽ có cái xu hướng đó là tỏa hương lên trên. Và khi các bạn xịt ở những bộ phận này thì nó sẽ luôn luôn tỏa lên mũi của bạn. Nó sẽ tra tấn trước mũi của bạn. Nếu như các bạn xịt mùi hương tốt thì không làm sao, nhưng mà nếu như các bạn xịt những cái mùi hương mà chẳng may nó không phù hợp với cái thời tiết và với cái gu của bạn, hay là hôm đấy bạn quá là mệt, thì các bạn xịt ở những cái vị trí như cổ và ngực nó sẽ rất là khó chịu. Và những cái vị trí này thì mình nghĩ rằng là với bạn muốn người khác ngửi được ấy, thì bạn phải có những cái cử chỉ nó thân mật hơn mức bình thường, như kiểu là ôm, như kiểu là gần gũi nhau thì mới có thể ngửi được mùi nước hoa ở những cái vị trí này. Cái vị trí số 4 cũng là một cái vị trí mà mình rất thích xịt, đó chính là ở sau gáy. Đây, ở cái phần sau gáy này. Ở đây thì chắc chắn rồi, bạn không thể nào ngửi được cái mùi hương ở sau gáy cả. Chẳng may có một cơn gió nó thổi từ sau lên thì may ra bạn ngửi được. Còn chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ ngửi được cái mùi hương ở sau gáy. Nhưng mà cái mùi hương ở sau gáy nó sẽ
làm cho những người nào mà ngồi sau bạn này hay là đi qua bạn nó sẽ ngửi được cái mùi hương đấy của bạn, nó sẽ không gây khó chịu. Và đây cũng là nơi mình nghĩ rằng là nó lưu hương khá tốt, tại vì nó là phần cao nhất trên cơ thể mà các bạn có thể xịt, các bạn không thể nào xịt được mặt được. Và cái thứ hai đó chính là nó ít bị tác động bởi những cái yếu tố như là trà sát xung quanh hay là mồ hôi các thứ đó. Và nên là đây là một cái nơi mà mình vô cùng thích xịt, mình thường xịt vào gáy và ở phần cửu tay này. Ngoài ra còn những cái vị trí xịt khác như là kiểu là cửu chân này, như là ở bắp chân này, như là ở đùi, đó cũng là nơi mà mình đọc được khá nhiều, khá là thích hợp để xịt nước hoa. Nhưng mình nghĩ rằng là ở Việt Nam thì các bạn cần xịt những cái vị bốn cái vị trí vừa rồi thôi thì nó cũng rất là đủ rồi, chứ các bạn mà xịt hết cả người thì chắc là các bạn thành chai nước hoa di động luôn đó. Nên là mình nghĩ rằng là các bạn chỉ cần cân nhắc những cái vị trí vừa rồi mình vừa nói để chọn ra một cái nơi xịt nước hoa thật là tốt là được rồi. Phần cuối cùng của trong video này đó chính là những cái lưu ý khi các bạn xịt nước hoa. Thì cái lưu ý đầu tiên mà mình muốn nói tới ở đây đó chính là cái vấn đề các bạn trà sát sau khi xịt nước hoa. Có nhiều bạn rất là có những cái thói quen mà mình đi phỏng vấn luôn, mình cho các bạn ấy xịt, các bạn có thói quen các bạn xịt lên tay một phát và các bạn trà sát vào nhau. Cái điều này nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái mùi hương và cái độ lưu hương của chai nước hoa. Vì thế các bạn hãy để chai nước hoa nó khô tự nhiên. Và nếu như các bạn quá khó chịu là về cái việc là xịt vào một cái mãi nó không khô ấy, thì trước khi ra đường khoảng tầm 15-20 phút thì các bạn xịt trước và các bạn ngồi một lúc cho nó khô, thì đi ra đường thì nó sẽ đảm bảo về cái vấn đề mùi hương và cái độ lưu hương. Cái điểm lưu ý số 2 đó là về cái số lần xịt và về cái mùi hương mà bạn lựa chọn. Thì các bạn hãy cân nhắc cho mình một cái mùi hương nó xịt phù hợp vào cái thời tiết và cái không gian ở xung quanh bạn. Các bạn đừng sử dụng những chai nước hoa mùa đông và mùa hè, và cũng đừng bao giờ sử dụng những chai nước hoa mùa hè và mùa đông. Và với những cái số lần xịt nó như nhau thì mình chỉ cần nói đơn giản thôi, đó là các bạn xịt mùa đông và mùa hè thì các bạn chỉ cần xịt 1 đến 2 shot thôi, không như mùa đông các bạn xịt 4-5 shot. Và khi các bạn xịt những chai mùa hè và mùa đông thì các bạn chỉ cần tăng số lần xịt lên, như là mùa hè các bạn xịt 5 shot thì mùa đông các bạn sử dụng chai mùa hè các bạn xịt cứ tầm 7-8 shot là được. Cái lưu ý số 3 mình muốn nói tới đó là các bạn hãy chuẩn bị cho mình tầm 2-3 chai nước hoa thì để cho bạn đổi được mùi hương, thi thoảng nay sử dụng mùi này, mai sử dụng mùi nọ, chứ đừng xịt mãi một mùi hương từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, thì nó sẽ làm cho chiếc mũi của bạn bị nhờn mùi và khi đó thì bạn không còn ngửi thấy cái mùi hương của mình nữa. Cái lưu ý số 4 đó chính là các bạn ngoài việc các bạn xịt nước hoa lên cơ thể thì các bạn có thể xịt nước hoa lên áo, lên những cái phụ kiện khác như là khăn, như là túi các thứ. Nhưng mà các bạn ấy để ý một điều đó là trong nước hoa nó có cồn, thì khi các bạn xịt lên áo hay là xịt lên những cái phụ kiện thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng của những cái sản phẩm đó. Ví dụ khi các bạn xịt lên áo thì các bạn, nếu như các bạn xịt lên áo trắng ấy, thì các bạn sẽ để ý rằng là nó sẽ có một cái vết ố khá là to. Vì vậy thì các bạn kiểu đừng có để sát trực tiếp nhà mà xịt, mà các bạn hãy để xa ra và các bạn xịt, các bạn đưa áo vào thì nó sẽ không bị cái vấn đề vết ố các thứ. Và đặc biệt là sau khi sử dụng xong thì các bạn hãy giặt ngay chiếc áo hoặc là giặt ngay những cái phụ kiện đó đi để tránh việc cồn nó làm ảnh hưởng đến chất lượng của những cái sản phẩm đó. Và có một cái lưu ý cuối cùng dành cho các bạn nữ, đó chính là nhiều bạn thì xịt lên tóc. Nhưng mà mình biết rằng là các bạn, có những bạn nữ thì thường xuyên có những cái gọi là những cái biện pháp mà chăm sóc tóc tốt, nên là các bạn có thể tự tin xịt lên. Nhưng mà nếu như các bạn cứ xịt ngày này qua ngày khác thì nó sẽ làm khô tóc chắc chắn rồi các bạn, nó sẽ làm ảnh hưởng. Vì vậy thì các bạn có thể xịt lên một chiếc lược và các bạn chải lên tóc nó là tốt nhất, hoặc là các bạn xịt vào không khí rồi các bạn đi vào nó cũng khá là ok, nên là không nhất thiết phải xịt trực tiếp lên tóc làm gì cả. Và đó là cái quan điểm cá nhân của mình về cách xịt, về vị trí xịt và về những cái lưu ý khi xịt nước hoa. Nếu như các bạn thấy cái video này hay và bổ ích, hay là các bạn muốn đóng góp gì thêm thì các bạn hãy bình luận ở bên dưới và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.